Chương 161, một đôi dây đỏ. Ở đây không có công đạo. Người muốn đi tìm ai thì tìm. Vương Hậu kéo tay Ngao Khương quay lưng muốn đi, Vân Khiển lại muốn động thủ. Long Vương nhanh chóng kéo nàng ta lại, đừng kích động. Sau đó cắn răng nhìn về mẹ con Vương Hậu, mặt lạnh lùng, bất kể nói thế nào, Ngao Khương bắt người là không đúng, nó nhất định phải theo Vân Tích về Ngọc Lĩnh Sơn. Vương Hậu xoay người muốn nói, Ngao Sâm lại cướp lời, mặc kệ hôm nay nó bắt ai, chuyện nó làm phải tự mình gánh chịu. Bằng không, sau này phụ thân truy cứu, ta cũng không bảo vệ được nó, vương hậu kiên trì nửa ngày có lẽ là không nhịn được lời cuối cùng của ngao sâm yên lặng hạ tay xuống nhưng sau khi buông tay nàng lại nhìn về phía mộ cửu đi cũng được nhưng phải đi cùng nha đầu này tất cả đều ngẩn người bởi trong lúc nhất thời không hiểu rõ dụng ý của nàng quy thừa tướng nhìn mộ cửu trong mắt có linh quan lóe qua nàng là hộ tướng của ngao khương nói thế cũng đúng nhưng quan trọng hơn nàng là thiên quan thiên đình đứng ở quan hệ trung lập giữa hai bên có thân phận này đảm bảo còn đi cùng ngao khương ngao sâm và vân gia vô luận thế nào cũng không dám làm hại đến tính mạng hắn dù sao coi như vân gia không biết lợi hại thì ngao sâm cũng biết nếu mộ cửu cáo trạng lên thiên đình vậy tội danh mưu hại long tử họ chịu không nổi sau đó truyền tới đông hải ngao nghiễm cũng không ta cho hắn nếu họ muốn hại mộ cửu xác suất lại càng thấp ngao sâm khi trước đã chính miệng đáp ứng với ngọc đế và vương mẫu là sẽ không lấy việc công trả thù riêng vương hậu có thể nghĩ đến đây đủ để chứng minh nàng không phải kẻ ngốc nhưng nàng chỉ suy nghĩ đến chuyện bảo vệ nhi tử không nghĩ tới chuyện mộ cửu sẽ không đồng ý vân khiển và ngao sâm đã sớm chăm chăm báo thù cho trần bình coi như nàng không mất đi tính mạng nhưng nếu rơi vào tay đôi tiện nhân này chẳng lẽ nàng sẽ có quả ngon để ăn sao nàng mới không đi nàng vội vàng nói bẩm vương hậu tiểu nhân chỉ phụ trách việc trong long cung không phụ trách chuyện bên ngoài kính xin nương nương thu hồi mệnh lệnh ngươi phải đi nàng vừa nói xong ngao sâm và vân khiển liền trăm miệng một lời nhìn về phía nàng sau khi nói xong còn mang theo ánh mắt vui mừng mà nhìn nhau tự như là vì mộ cửu mà hai người một lần nữa thể hiện sự hiểu nhau nên kích động nhưng nói lời này ngoại trừ hai người họ ra thì còn có cả ngao khương mộ cửu muốn học máu tiểu tử này vừa nãy đối đãi với nàng hẳn hoi tại sao vào thời khắc máu chốt lại một mực xích nàng lại ta cứ quyết định như vậy đi Ngao xăm chấp tay, không biết vì có cùng ý kiến với Vân Khiển hay vì sự tình cuối cùng cũng có thể chấm dứt mà lần thứ hai trở nên hăng hái, sáng mai trời vừa sáng liền đến Ngọc Lĩnh, Quách Mộ Cửu đồng hành cùng Ngao Khương. Quách Mộ Cửu, nếu ngươi dám dở trò, ta sẽ lên thiên đình cáo trạng ngươi tội phản nghịch. Cáo trạng cáo trạng, cáo trạng cái nải nải nhà ngươi, Mộ Cửu vương tay cầm một khối đá lớn ném hắn. Quách Mộ Cửu, ngươi muốn tạo phản à? Lòng vương nhảy dựng lên muốn đuổi theo nàng lại bị vương hậu và ngao khương chặn lại lục áp ngồi ở tay xương cung đến khi hết cả bụi mới quay về tuy ngao sâm để mộ cửu theo ngao khương đến ngọc lĩnh có hơi ngoài dự liệu của hắn nhưng nghĩ kỹ thì vân khiển kiểu gì cũng sẽ không thiếu cơ hội nhắm vào nàng lần này mặc dù đi ngọc lĩnh nhưng cũng có ngao khương đồng hành chuyện xấu hẳn sẽ không tới hắn lấy mai rùa đổ quẻ hai lần không tính ra bất kỳ cảnh tượng kỳ dị nào khi mộ cửu đi lần này nên trái tim cũng hạ xuống mộ cửu ở đông lăng cung cực kỳ tức giận nhưng nàng không đi không được một là vì họ không định tội nàng chỉ bảo nàng đi theo đây chính là sai khiến hợp lý khiến nàng không từ chối được hai là vương hậu sau đó còn nhân cơ hội nhét cho nàng một mẫu giấy trong đó viết hai câu xin nhờ nàng lần này đi chiếu cố ngao khương rất hiển nhiên vương hậu thấy nàng ghế trần bình bây giờ thấy bản thân bị đôi tiện nhân ngao xâm và vân khiển làm nhục nên ghi hận biến kẻ thù của kẻ thù thành bằng hữu bất kể nói thế nào nàng cũng không thể từ chối sau chuyện đó ngao khương đi tới cung vương hậu ngao xâm tạm thời tha cho mộ cửu ra lệnh sáng sớm hôm sau đến gặp hắn rồi cùng đi đến ngọc lĩnh sơn ngao khương trước khi đi liếc nàng một cái trong ánh mắt có chút ấy nấy nhất định là nàng nhìn nhầm rồi cái tên đó mà biết ấy nấy, chắc chắn còn đang vui mừng vì sắp chết còn có thể kéo nàng chịu tội thay ấy chứ. Vân Tích cũng có nơi ở khác, Ngao Sâm liền mời người đến chăm sóc vết thương cho hắn, Mộ Cửu từ đầu đến cuối đều cảm thấy việc hắn bao che cho nàng khi trước có chút khó hiểu. Ngao Khương bao che cho nàng còn dễ nói, chỉ ít nàng đã sớm thỏa thuận với hắn trước, hơn nữa nàng đã tặng hắn một viên thuốc trị thương sau khi hắn đánh nhau với Vân Tích, hắn bao che cho nàng chính là để bồi thường lại, nhưng Vân Tích hắn, đây là có ý gì? Nàng vừa quay lại doanh trại vừa suy nghĩ, lục áp vừa tắm xong, tóc miễn cưỡng buộc sau lưng, ngồi bên cửa sổ, đẹp như một bức họa, mộ cửu không kìm lòng được mà đi tới, ngồi cạnh giường thở dài, kể chuyện cho hắn rồi than thở, ta cảm giác thật giống như đang đi vào đầm lầy, ngao sâm và vân khiển không phải thứ gì tốt, còn không biết những người vân gia khác đạo đức thế nào. Lục áp quạt cho nàng, ngắm nhìn khuôn mặt phiền muộn của nàng mà nói, đến Ngọc Lĩnh có lẽ cũng không phải chuyện xấu, chuyện ngao khương bắt vân tích, nàng vừa vặn có thể nghiên cứu qua. Còn chuyện của Vân Khiển và Ngao Sâm, quan hệ này của họ ta không có gì để nói, trong ấn tượng của ta vân gia chưa từng làm chuyện gì sang bậy bây giờ vân khiển như vậy vân gia lại tùy ý để nàng ta làm bừa không thể không nói là thật khiến người ta buồn bực trời muốn mưa nữ tử muốn lập gia đình có lẽ người vân gia cũng không xen nhiều vào chuyện của nàng ta như vậy tộc nhân hỏa phượng tộc không nhiều chẳng lẽ còn có thể ghế nàng ta đi sao mộ cửu không phản đối lại có có thể bề trên của họ là một lão nhân gia kiến thức thiết hụt vừa vặn không biết được chuyện này lục áp ngẫm nghĩ một lúc thả quạt xuống cầm một sợi dây đỏ trên bàn lên thắt lên tay nàng lần này ta sẽ không đi cùng nàng ta phải ở lại vì có chuyện quan trọng. Pháp thuật của nàng đã có nhiều tiến bộ, có thể tự mình xử lý một số chuyện, làm vậy sẽ có thể rút ngắn thời gian phi thăng của nàng. Sợi dây đỏ trên tay sẽ giúp ta tìm được nàng bất cứ lúc nào, nhưng nàng không thể làm mất, làm mất rồi, ta sẽ không tìm được nàng. Mộ Cửu thấy hắn buộc sợi dây đỏ đó rất chặt, nói cũng nghiêm túc, vì thế nên không dám tùy ý, liền gật đầu vừa nhìn sang tay áo của hắn, cổ tay lộ ra bên ngoài tay áo dĩ nhiên cũng có một sợi dây đỏ, cực kỳ chói mắt trên tần áo tơ trắng. Nàng nhìn lại sợi dây tương tự trên tay mình, trong lòng như có một con ếch nhảy loạn, dây đỏ này là một đôi, hắn làm như vậy cuối cùng là có ý gì? Nhiều lắm cũng chỉ đi một hai ngày, không quan trọng lắm đâu. Nàng không chịu nổi, vội vã cười để che giấu, nhưng ngụy trang dù tốt đến mấy cũng không che được khuôn mặt đỏ bừng. Nàng không thể làm gì khác, đành bò sang một bên, cầm lấy một cái khăn leo lên giường, tóc ngươi vẫn ướt, ta giúp ngươi lau tóc nhé, chương 162, con chim điên. Lục áp hoàn toàn không có ý kiến, nhìn nàng một chút liền ngã người về phía nàng, nhìn bóng của họ dưới ánh trăng phản chiếu lên tấm bình phong, hiếm khi được nàng chủ động hầu hạ, thật làm ta thụ sủng nhược kinh. Mộ Cửu đứng sau lưng hắn lặng lẽ nở một nụ cười diễm lệ như hoa, ánh trăng chiếu xuống, ngược lại khiến nàng cảm thấy yên bình, chỉ là trước khi ngủ, nàng vẫn trằn trọc một lúc, nàng chưa từng đến Ngọc Lĩnh, câu chuyện bác quái mà Phượng lão bản nói lúc trước vẫn vang trong đầu nàng, gia giáo lung tung của Vân gia quả thật khiến người ta phải mở rộng tầm mắt, nhưng theo lý mà nói cũng không phải như vậy. Lục áp nói rất đúng, nàng đi chuyến này, không chừng có thể giải mã được bí ẩn trong lòng, hắn không thể đi cùng nàng cả đời, tiền đồ dù sao cũng phải do nàng tự thực hiện, học hỏi kinh nghiệm càng nhiều, tóm lại càng có ít vô hại, nghĩ vậy, nàng liền nghỉ ngơi, sáng hôm sau rời giường, thu thập chỉnh tề đi đến Ngọc Lan Điện, Ngao Sâm cũng đã ở Ngọc Lan Điện, Vân Khiển hiển nhiên đã ở lại đây đêm qua, khi mộ cửu đến, nàng ta đang đứng cạnh cửa sổ thay Ngao Sâm thu dọn y quan, mà Ngao Sâm lại thâm. Tình ngắm nhìn nàng ta, dường như một khắc cũng không thể chia lìa. À, đôi giang phu dâm phụ này nàng không nhìn được lén lúc chữ một câu người vô liêm sĩ nàng thấy nhiều rồi nhưng không biết xấu hổ như thế này thì quả là hiếm thấy nếu nàng là vương hậu thì đã sớm lật tung long cung về nhà mẹ đẻ rồi còn ở lại được nơi này không thể không khiến người ta khâm phục nhưng ngao sâm lớn lên rất xấu không phải là kiểu người khiến mọi nữ nhân yêu thích vương hậu lưu luyến hắn điều gì còn có vân khiển nữa nam nhân trên đời chết hết rồi sao nàng ta chính là nhắm mắt với bừa một trong những người theo đuổi cũng có thể hơn ngao sâm rồi vậy mà lại chọn làm tiểu tam bên cạnh một nam nhân cặn bã như ngao sâm nàng quả thực hoài nghi tộc nhân hỏa phượng tộc có phải có gian bất lương không vì thế nên cái đầu cũng có vấn đề ngao sâm cũng không biết đã tích bao nhiêu đức dù xấu nhưng cả chính thất và tiểu tam một người so với một người còn đẹp hơn hai tử mà vương hậu sinh ra cho hắn ai cũng xuất chúng không có ai xấu giống hắn chẳng lẽ vẫn đúng như nàng phỏng đoán vương hậu đội rất nhiều nón xanh cho hắn những hoàng tử công chúa này không phải cốt nhục của hắn vì thế hắn liền ra ngoài tìm động vật giống cái khác hôm qua ngươi đào tẩu thế nào nàng đang đứng bên cạnh cây sang hô nhổ nước bọt đến sắp nghiện phía sau đột nhiên xuất hiện một thanh âm đầy tò mò là tiểu tử ngao khương mộ cửu lập tức dài mặt ngươi xem chuyện tốt ngươi làm đi ta làm gì mặt ngao khương lúc trắng lúc đỏ cũng không phải ta muốn dẫn họ tới hơn nữa ta cũng không chịu ngươi vào còn biện hộ tốt xấu gì nàng cũng có thể di chuyển hiện trường phạm tội, không để vân tiểu tam bắt gặp a ngao khương tức giận nhảy chồm chồm như con ếch, mộ cửu vung tay một cái đánh hắn bay ra xa. Mọi người đã đến đông đủ, chỉ thiếu vân tích. nàng nhìn xung quanh liền thấy một bóng dáng màu đen chậm rãi bước tới từ đầu bên kia hành lang. khởi hành xuất cung ngao sâm ngồi chán chê bên cửa sổ cùng vân khiển nhìn thấy vân tích, trừng mắt nhìn hai người mộ cửu rồi ra lệnh người đã đến đông đủ liền bắt đầu xuất phát đến ngọc lĩnh sơn hỏa phượng tộc ngọc lĩnh hiện tại đang do vân gia vân ly thường làm trưởng tộc không được vân ly thường thừa nhận ngao khương chính là bị ngao sâm đánh chết cũng không thoát tội băng hộ ở phía bắc ngọc lĩnh sơn ở phía nam cách xa nhau đâu chỉ mười vạn tám ngàn dặm điều này khiến mộ cửu càng thêm khó lý giải nguyên nhân ngao sâm và vân khiến có thể tình cờ gặp nhau vân khiển và ngao sâm cưỡi thanh loan thanh thế minh mông cùng cùng, ngao khương và vân tích cũng đều có tòa kỵ mộ cửu không thể làm gì hơn là đằng vân đi được hơn mấy trăm dặm ngao khương bỗng nhiên nhảy xuống khỏi con điểu tinh vệ của hắn đứng trên mây cùng mộ cửu mộ cửu liếc hắn vài lần hỏi ngươi sang đây làm gì hắn nghiêm tục quay đầu sang trả lời, thương thế của ta không tốt, ngồi con chim điên này làm ta đau. Mộ cửu hừ lạnh một tiếng, mặc cho gió thôi, không thèm phản ứng với hắn, Ngao Khương lại nói, xem một chút tu vi này của ngươi, nếu chịu không nổi đường xa, ta có thể niệm tình ngươi giúp ta mà tặng ngươi tọa kỵ. Cảm tạ tỉnh lại đi mộ cửu mới không muốn nhận nhân tình của hắn tuy tu vi nàng không cao nhưng linh lực của nàng đủ lục áp cũng đã đưa cho nàng rất nhiều đan dược giúp tăng cường linh lực hơn nữa nàng đã khai thông được nhiều đường kinh mạch có thể tự hào nói rằng nàng đã không phải là tiểu hóa thần đến mấy lão già nát rượu của mật dương tông cũng không đánh nổi nữa rồi ngao khương hơi nhục chí im lặng một chút lại hỏi nàng ngươi còn đang giận ta ánh mắt làm sao thế biểu hiện của nàng rõ ràng như thế mà còn hỏi xem ra không chỉ đầu óc của hỏa phượng hoàng không tốt đầu óc của long tộc cũng chẳng ra sao mộ cửu lần này liếc cũng không thèm liếc hắn ngao khương cũng trầm mặt một chút một lát sau bèn nhỏ giọng, thật ra ta cũng không cố ý muốn làm liên lụy đến ngươi, chỉ là ngày đó ta vừa vặn muốn động thủ lại không tìm được người, vì thế liền bảo ngươi. Hơn nữa, họ cũng đều biết ta và Vân Gia đã sớm bất hòa, cũng không phải vì ngươi xúi dục nên mới, nói chúng ta xin lỗi ngươi, xin lỗi là được rồi. Xin lỗi là được rồi, cũng thật là không coi nàng ra gì, sắc mặt mộ cửu không tốt lắm, muốn đáp lên một đám mây khác, Ngao Khương lại đưa tay ra ngăn cản, không cho ngươi đi. Mộ cửu trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng trừng lại, ngươi là hộ tướng của ta, đương nhiên phải đi cùng ta, mộ cửu sẽ sợ một thằng nhãi như hắn ư không đi thì không đi hắn cũng không ăn nàng được vì thế nàng liền thu kiếm lại nói không đi cũng được nhưng ngươi phải nói cho ta biết tại sao ngươi lại bắt vân tích sau khi bắt hắn về ngươi đã nhốt hắn trong điện cả ngày ngươi nói gì với hắn khi đó ngươi muốn thứ gì trong tay hắn ngao khương rung lên một chút buông hai tay ra một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng ta muốn lấy lại băng phách khóa băng phách khóa mộ cửu chưa từng nghe nói đến vật này thế nhưng nếu thật sự có món đồ này, vậy đã nói rõ Vân Tích hôm qua không nói sai, có điều, hắn nói là lấy lại. Băng phách khóa đó là đồ của ai? Nàng quay người sang, nhìn thẳng vào hắn. Đương nhiên là của Ngao gia ta. Ngao Khương liền lạnh xuống, băng phách khóa này là do tổ phụ ta tặng cho phụ vương, là di vật tiên cổ, phía trên có ký hiệu Hồ Linh. Băng hồ vốn thuộc hải vực của Đông Hải, băng phách khóa là do tinh hồn băng hồ biến hóa mà thành, sau khi phụ thân thành lập Long cung, vật ấy chính là trấn hồ chi bảo của Long cung, từ khi nào vốn là của người khác rồi. Mộ Cửu im lặng, nói như vậy, Ngao Khương không hề giả bộ, chẳng lẽ là do Vân Tích nói dối? Tại sao Vân Tích lại nói ngươi bắt hắn là vì muốn cướp đồ? gì đó của Long cung các ngươi tại sao lại nằm trong tay họ? Chương 163, ta là tội nhân. Đương nhiên là có nguyên nhân. Ngao Khương oán hận nói, năm đó, Vân Khiển mang theo Trần Bình tới Long cung, không hợp với mẫu hậu ta, lúc nào cũng tranh chấp. Phụ thân ta do dự thiếu quyết đoán, muốn giữ mẹ con hắn lại nhưng lại sợ mẫu hậu ta ra tay nên liền khuyên vân khiển rời đi chỉ để trần bình lại nói rằng sau khi trần bình lớn lên sẽ đón nàng ta về vân khiển không tin muốn phụ thân ta đưa băng phách khóa cho nàng ta để làm chứng cứ như vậy băng phách khóa liền tới ngọc lĩnh mộ cửu tiêu hóa mới tin tức này lại hỏi vậy ngươi muốn đòi lại làm gì nếu ngao xâm đồng ý với người ta hắn lại thô bạo muốn ép người ta trả lời của vân tích ngược lại lại không phải nói dối ngươi thì biết cái gì ngao khương trừng nàng băng phách khóa này sở dĩ quý giá là vì nó nắm giữ khả năng hộ linh mạnh mẽ nguyên thần của bất cứ ai bất luận là yêu mà hay tiên nhân người quỷ chỉ cần có một tiên nguyên thần còn lại dùng băng phách khóa nuôi dưỡng sẽ có thể hồi phục toàn bộ lúc trước phụ thân ta vì trần bình mà đưa cho vân khiển bây giờ hắn đã chết ta đương nhiên là muốn lấy về muốn đòi thì cũng là phụ thân ngươi đi đòi ngươi ở đây dính líu vào làm gì mộ cửu cảm thấy hắn làm việc thật thừa thải hơn nữa còn thẳng thắn oai hùng cũng thật hiếm thấy còn không phải là do ngươi hắn lại trừng nàng trần bình chưa có tiên cách chỉ có thể biến thành phàm thai rơi vào luân hồi ta lấy lại được băng phách khóa chỉ ít có thể bảo vệ được hồn phách hắn sau khi tái thế vẫn sẽ là linh thú mộ cửu ngạc nhiên nói đi nói lại sao lại rơi lên đầu nàng rồi có điều cũng phải thôi ai bảo nàng quả thật đã tạo ra cái nghiệt này thế nhưng hắn đối với đệ đệ cùng cha khác mẹ này cũng quá tốt đi hắn đối với tỷ đệ trong nhà còn chưa tốt bằng đâu nàng hỏi đơn giản người đối với trần bình đến cùng có cảm tình đặc biệt gì ngao khương nghe đến đó viên mắt đột nhiên đỏ lên hắn nhìn xuống chân cắn răng nói thật ra ta cũng có tội mộ cửu sửng sốt có tội, ngươi là gì? Lẽ nào hắn đã từng làm chuyện có lỗi với người khác? Ngao Khương mím môi nhìn về phía trước, không nói tiếp, Mộ Cửu cũng không tiện hỏi tiếp, nghĩ một chút về lời hắn nói ban nãy, nhân tiện đưa ra lời khuyên, ngươi muốn đòi lại băng phách khóa để cứu Trần Bình, vậy ngươi hoàn toàn có thể nói thẳng với phụ thân ngươi. Trần Bình cũng là nhi tử của hắn, hắn có lý do gì mà không đồng ý? Còn Vân Khiển nữa, lẽ nào nàng ta không hy vọng nhi tử mình kiếp sau được sống dễ chịu? Ta đã nói rồi. Ngao Khương căm giận đáp lời, vốn ta cũng cho là như vậy, nhưng sự tình lại không đơn giản như thế, phụ thân ta đã từng đến Ngọc Lĩnh muốn lấy lại băng phách khóa, vân gia họ căn bản lại không đồng ý. Không chỉ vân gia không đồng ý, ngay cả vân khiển cũng không đồng ý. Trần Bình trong lòng của nữ nhân kia, căn bản chẳng là cái gì cả. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, một cửu nghe xong liền há hốc mồm, vân gia không đồng ý. Đây là chuyện gì, vân khiển ở cùng với nhau xăm nhiều năm như vậy, làm sao có khả năng không đau cho Trần Bình. Ngươi không nên nói lung tung. Nào có mẫu thân nào không yêu thương nhi tử. Đó là người kiến thức hạn hẹp, chưa từng thấy mẫu thân nào không có trách nhiệm không chỉ là mẫu thân không có trách nhiệm, mà còn có cả phụ thân bạc tình bạc nghĩa. Ví dụ như phụ thân ta. Hiển nhiên, Ngao Khương khi nhắc đến Ngao Sâm liền đầy một bụng oán khí, nhưng mộ cửu là người ngoài, không thể nói thẳng ra, bởi vậy liền liều mạng ngăn lại trong họng, nhìn đến đỏ cả mặt, nếu hắn kiên trì như vậy, mộ cửu cũng không phản đối, dù sao trên đời này có nhiều chuyện hiếm có, cha mẹ không đau lòng cho cốt nhục của mình cũng không phải không tồn tại, có điều nàng cảm thấy cái tên này cũng thật là dùng một cây gậy trúc làm lật một thuyền người, chỉ bởi vì vân gia không chịu trả lại bảo bố nhà hắn mà cứ vậy đi bắt người ta món đồ đó đến tay vân gia trong tình huống đặc thù có nghĩa nó là vật lập ước a à. quan hệ giữa ngao sâm và vân khiển chưa kết thúc đi đòi lại cũng quá không ổn đi tuy long liễn phía trước đã được che bằng liên mạng nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấy vân khiển và ngao sâm đang sánh vai nhau thì thà thì thầm hai kẻ này đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn cư xử như thiếu niên 18 tuổi điên cuồng cũng y như vậy nói rằng càng rỡ cũng không phải nói quá không nói những chuyện khác mà chỉ nói đến chuyện hiện tại trước mặt con trai trưởng của mình mà ngao sâm cũng không chịu thu liễm lại chút nào mộ cửu nhìn thấy hắn như vậy cũng hiểu được phần nào tâm tình của ngao khương họ đã đi được hơn một nửa quãng đường phía trước dần dần xuất hiện nhiều cây cối hơn mây che khuất lục địa so với băng hồ quanh năm tuyết phủ cảnh sát nơi này thật giống như một bức tranh mỹ lệ đi thêm nửa canh giờ nữa trước mặt sơn mạch ngày càng kéo dài toàn bộ vùng đất này là một ốc đảo dãy núi cao thấp rừng cây rậm rạp giữa ốc đảo có hồ nước xanh trong như gương linh cầm bay lượn giữa rừng núi mây bay nhẹ nhẹ vân khiển và ngao sam mới bay vào địa phận ốc đảo đi qua nơi nào liền có tiếng chim hót vang lên chúng dồn dập bay về phía vân khiển phượng hoàng là điểu vương vân khiển là công chúa hỏa phượng tộc đương nhiên uy thế đủ để làm kinh động thần dân long liễn đột nhiên đẩy nhanh tốc độ hướng thẳng về đỉnh núi cao nhất đây chắc hẳn là ngọc lĩnh rồi quả nhiên đội ngũ trực tiếp bay về đỉnh núi đó dưới ngọn núi là một hồ nước xanh biếc bốn phía là núi rừng trúc thấp thoáng dọc theo hồ bước là cung vũ tinh xảo tiến thẳng vào lòng núi bí mật như vậy nếu không phải cố ý tìm đến thì người đi qua hoàn toàn không thể phát hiện được ngươi nói vân tích là người nói dối vậy ngươi làm sao tìm được đến đây mộ cửu không khỏi hiểu kỳ quay đầu lại nhìn ngao khương trước đây ta đã đến đây rồi ngao khương hạ mây xuống khi vân khiển bỏ lại trần bình ta từng lén cùng hắn đi tìm nàng ta mộ cửu thở dài hắn làm ca ca khác mẹ cũng thật tốt còn đang nói chuyện họ đã dừng lại trên một tòa cung điện xây trên hồ bên dưới được xây bằng ngọc bệ làm bằng đá có ba hành lang dẫn tới cửa cung phía trước cửa cung có hai hàng thị vệ đứng thẳng đứng đầu là một vị chấp sự quan quần áo lung linh trên đỉnh đầu đeo tước linh quan thể hiện rằng bản tôn của hắn là khổng tước cũng không biết long vương nói gì với khổng tước tinh đoàn người liền cứ thế đi vào ngao sâm tuy là long vương nhưng dù sao cũng vẫn là ngụy cô gia nhà hỏa phượng, mộ cửu không hề nghĩ rằng đôi cậu nam nữ đó lại được đón tiếp như thế này, dọc đường đi không nói được gì, cũng may cung điện trong núi này được xây rất khác biệt, sau khi tiến vào cửa cung thì đình đài lậu các cái gì cũng có, nước suối trực tiếp đổ xuống từ trên núi, mỗi một cấp núi tạo thành một cái thác nhỏ, xung quanh trồng ngô đồng linh tê, phong cảnh rất đẹp, lên ba đoạn cầu thang, đứng trên cao nhìn xuống, hóa ra kiến trúc chủ đạo của cung điện được xây trên sườn núi ngọc lĩnh hướng về phía mặt hồ đại điện trước mặt mộ cửu tên là hy cung điện ngao sâm và vân khiển trực tiếp đi vào đến cửa liền dừng lại sầm mặt nhìn về phía ngao khương và mộ cửu còn không đi vào chương 164, ta nợ hắn mộ cửu không sợ họ nếu họ dám gây khó dễ cho nàng nàng sẽ làm náo loạn đến long trời lở đất ở đây thấy ngao khương có chút chân chư nàng tặng hắn một ánh mắt ngẩng đầu kéo hắn vào trong trong điện rất rộng rãi cũng không xa hoa cây cối và nước suối róc rách mang lại mấy phần thanh u không giống như vương cung bình thường mà có mang theo chút hơi thở hồng hoang ngao sâm được dẫn lên ghế trên đang hàng huyên cùng người trên vương tọa không cần phải nói đây nhất định là phượng vương thế hệ này vân ly thường vân ly thường mặc bộ thanh bào đơn giản tóc dài chỉ buộc phía sau toàn thân trừ khối cổ ngọc đeo bên hông thì không có trang sức nào khác hai người các ngươi lập tức quỳ xuống bồi tội với hỏa phượng vương mộ cửu hừ lạnh một tiếng cuối người một cái liền thôi nàng cũng không phải thủ phạm chính tuy ngao sâm muốn nhân cơ hội trị nàng nhưng hắn thật sự có lá gan gây khó dễ cho nàng sao ngao khương thấy nàng không quỳ cũng ăn ý không chịu thua thế nhưng mộ cửu vừa bình tĩnh lại hắn lại đột nhiên thốt ra một câu với vân ly thường xin hãy giao băng phách khóa ra đây hắn kéo nàng muốn nàng gấp tay trọng cướp nàng không tránh nước lần này hắn muốn nói chuyện đương nhiên nàng không thể theo nàng đang muốn kéo tay áo hắn hắn lại đột nhiên tránh ra nhào về phía vân ly thường ngao khương ngao sâm tức giận đến tối mặt vội vã xông tới ngăn cản nào biết vân ly thường ra tay còn nhanh hơn tay áo phất một cái ngao khương liền bắn ra xa rơi xuống đất mộ cửu nhìn hắn rơi xuống đúng bên bị thương cuốn quyết chạy tới đỡ lấy hắn người điên rồi ngao khương phun ra một búng máu còn chưa nói vân khiển đã buông lời đem tam hoàng tử và quách mộ cửu đến phật hương điện ngao khương bị kéo như cái bao tải là ngoài mộ cửu thấy thế liền có chút không nhìn được bật dậy trừng mắt nhìn về phía ngao sâm ngao khương dù sao cũng là nhi tử của hắn hắn muốn băng phách khóa là vì trần bình Hắn thân là phụ thân của Trần Bình không ra mặt giải quyết không nói, lại còn tùy ý để huynh muội Vân gia đối xử với nhi tử của mình như thế, quả thực cầm thú cũng không bằng. Hy vọng trong tương lai Long Vương sẽ không hối hận. Nàng bỏ lại một câu, sau đó theo Ngao Khương đi ra ngoài, hai người bị mang đến Phật Hương điện, đám thị vệ đẩy mạnh họ vào, sau đó đóng cửa, Mộ Cửu đỡ lấy Ngao Khương, thuần thế bắt mạch cho hắn, không khỏi nhíu mày, linh lực hình như có chút bất ổn. Ngươi đang muốn đi tìm chết sao? Nàng đỡ hắn ngồi xuống ghế, lấy ra một viên đan dược cho hắn ăn vân ly thường này tuy không lộ ra ngoài nhưng ra tay không hề lưu tình ngao khương mấy ngày trước còn bị trọng thượng cũng không khác họa đơn vô chí là mấy đợi đến khi sắc mặt hắn tốt hơn nàng mới nghiêm mặt ngồi xuống ghế ngao khương lắc đầu đưa tay lên lau vệt máu trên miệng nói ngươi chớ xíu vào chuyện nào ta nhất định phải lấy lại được băng phách khóa mộ cửu cười lạnh cũng không phản đối nếu không phải do ta tận mắt nhìn thấy phụ thân ngươi và vân khiển dính với nhau như keo như sơn thì có thể sẽ cho rằng ngươi mới là phụ thân của trần bình đấy ngươi cũng thật là hoàng đế không vội mà thái giám đã vội hai người họ một kẻ làm cha một kẻ làm mẹ còn không có ý định đó ngược lại ngươi lại không muốn sống nhào lên ngươi nghĩ gì thế nàng cũng thật là sống đã lâu nhưng chưa từng gặp tên phụ thân nào hỗn trướng như thế nếu nàng là vương hậu không nếu nàng là mẫu thân của ngao khương từ khi hắn bắt đầu với vân khiển nàng sẽ mang theo con cái rời đi lập gia đình mới loại nam tử cặn bã như thế đừng nói làm vợ làm chồng với hắn chính là tên hắn nàng cũng không muốn nghe sinh con cho hắn lại càng không nói tới vương hậu tại sao không đứng lên tại sao cứ chịu đựng như thế còn có đám lông tử lông nữ này nữa, cũng nên theo phe mẫu thân họ nha. Vì ta nợ Trần Bình. Ngao. Khương có lẽ là không nhịn được nữa, oán hận thốt lên, nói xong lại như vô cùng hối hận, ánh mắt mê mang nhìn nàng một lúc, tinh thần sa sút mà cúi đầu thật thấp, Mộ Cửu nhìn ra đầu mối, nhìn hắn vài lần rồi hỏi, nợ hắn. Nợ thế nào? Ngao Khương khẽ cắn răng, bàn tay đặt trên gối nắm chặt, khi còn bé, Trần Bình không hung bạo, không những thế mà còn rất đáng yêu. Nhưng khi đó, bởi mẫu thân của hắn nên ta rất không thích hắn. Lần đó vào sinh nhật ta, hắn tặng ta một con diều giấy, trong lòng ta rất yêu thích, nhưng vừa vặn mẫu thân ta tới, ta sợ bà nhìn thấy sẽ tức giận nên đành ném nó vào góc tường, ta không nghĩ rằng khi đó Trần Bình đang đứng trên núi, bị tổn thương, từ đó tâm tình đại biến, điên cuồng đến mức ngay cả ta và phụ thân ta cũng đánh. Ta liên tục bị hắn hạ độc thủ, sau đó họ bởi vạn phần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa hắn đến Bắc Di. Nếu ta không khiến hắn bị tổn thương, hắn sẽ không suy nghĩ lệch lạc, nếu không như vậy, hắn sẽ không bị người ghế chết ở Bắc Di, vì thế, ta cảm thấy có lỗi rất lớn với hắn mộ cửu muốn mở miệng nhưng không biết nói gì hóa ra trần bình không phải trời sinh thô bạo chuyện này có bao nhiêu người biết không ai biết trừ ngươi ngao khương nhìn nàng môi mím chặt mộ cửu thu hồi ánh mắt không nói gì chuyến đi này có rất nhiều thu hoạch hóa ra trần bình không phải trời sinh thô bạo mà là do ngao khương gây nên mà hắn sợ dĩ chăm sóc trần bình bằng mọi cách chính là vì hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn tất cả những điều này người khác đều không biết vì thế ngao sâm liền đưa nàng tới đông lăng cung cho ngao khương xả giận kết quả ngao khương tâm tâm niệm niệm muốn làm chuyện gì đó cho trần bình vì thế tập trung đánh chủ ý lên băng phách khóa, nhưng Vân gia không biết vì sao đến chết cũng không chịu phun ra, cho dù Trần Bình là cháu ngoại mình Vân Ly Thường vẫn đánh bay ngao khương, sự tình hóa ra là như thế, nhưng tâm tư của Vân Ly Thường có thể lý giải được, dù sao băng phách khóa cũng là một bảo vật, nhưng Vân khiển vì sao lại không chịu cứu Trần Bình đây? Hơn nữa trên mặt nàng ta cũng không thấy được đối với chuyện trần bình chết có bao nhiêu phần buồn bã ngược lại còn không ngừng ân ái triền miên với ngao sâm ngao sâm còn vì chuyện này mà tố nàng lên thiên đình nhưng hành vi của vân khiển giống như hành động của một vị mẫu thân mới mất đi nhi tử không lâu trước đó sao ngao sâm luôn miệng nói trần bình là nhi tử mà hắn hiểu rõ nhất nhưng ngoại trừ tiền nàng để ghế cho hả dần thì hắn đã làm gì khác họ đều biết băng phách khóa có thể giúp trần bình trọng sinh làm linh thú nhưng mỗi người một lý do giả bộ không có thời gian để ý còn không bằng một ca ca cùng cha khác mẹ như ngao khương thật khiến người ta nhìn mà than thở lý do ngao sâm không cưỡng ép vân gia trả băng phách khóa nàng có thể đoán được hai phần đơn giản là sợ đắc tội với vân gia dẫn đến việc vân khiển bỏ hắn còn vân khiển thì sao ý nghĩa của băng phách khóa đối với nàng ta chẳng lẽ còn quan trọng hơn nhi tử của chính mình thật không có đạo lý mộ cửu trước kia không có cảm giác gì với trần bình bây giờ nghe đến đây hắn có hai vị cha mẹ không ra gì như thế nàng cũng không nhìn được mà sinh ra mấy phần đồng tình với hắn chương một công chúa xinh đẹp mà nói như vậy vân khiển lúc trước để trần bình lại long cung chính là đánh chủ ý muốn phân rõ cao thấp với vương hậu đúng không hai con chó này nàng không nhìn được nghiến răng về lục áp, sau khi mộ cửu xuất phát cách mỗi nửa canh giờ hắn đều xem xét thần thức của nàng một lần hết thảy đều khỏe mạnh hắn liền yên lòng tay xương cung không có chuyện gì làm họ đã đến ngọc linh sơn rồi hắn liền ngồi trên thềm đá ngắm sợi dây đỏ trên tay sợi dây này là do huyền minh khí của hắn hóa ra sau khi đeo vào mặc kệ nàng đang ở đâu hắn đều có thể tìm tới khi hắn đang ngẩn ngơ ngắm sợi dây đỏ, một cơn gió chợt quét qua bụi mẫu đơn phía xa, thổi rơi hạt sương trên cánh hóa xuống đất. Ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, thu tay lại, đặt trên đầu gối, nhìn lên trời ngắm mây, rảnh rỗi tẻ nhạt đến mức hận không thể lập tức chập mắt. Ngươi đang ngủ sao? Thanh. Âm ôn nhu còn mang theo tiếng cười vang lên, lục áp khẽ nhếch môi, cũng không đứng dậy, thuận thế gật đầu chào hỏi, hóa ra là ngao nguyệt công chúa. Ngao nguyệt hôm nay mặc một bộ xiêm y màu lam, bên dưới là chân váy trắng như tuyết, cánh môi ưa ớ á hồng hào như cánh hoa. So với mộ cửu thật không biết bớt đi bao nhiêu tục khí, thấy hắn không nhúc nhích ngao nguyệt hiền hòa mỉm cười đi tới thềm đá phía sau hắn mộ cửu đã tới ngọc lĩnh ngươi đang thấy tẻ nhạc sao cũng được hắn cũng cười tiểu biệt thắng tân hôn mà thỉnh thoảng tách nhau ra hai ngày cũng không phải chuyện xấu tân hôn thanh âm của ngao nguyệt mang theo sự kinh ngạc nói vậy các ngươi lục áp đứng lên cười không tỏ rõ ý kiến ngao nguyệt làm vẻ hiểu rõ trên mặt mang theo sự e thẹn ánh mắt rơi xuống cánh hoa trên vai hắn đưa tay lên muốn phủi xuống nhưng lại bị lục áp giành trước tự mình hất cánh hoa đi ngao nguyệt có chút lúng túng sau đó liền bình tĩnh nói chuyện hôm qua thực xin lỗi ngao khương luôn đối xử tốt với trần bình vì thế muốn lấy lại băng phách khóa trong tay vân gia để giúp trần bình hộ linh nhưng chuyện không dễ dàng như nó nghĩ lần này làm liên lụy đến cả mộ cửu chúng ta lại không có cách nào giúp nàng giải vây chỉ mong ngươi đừng cho rằng ngao gia chúng ta đều là người xấu làm sao có thể lục áp chầm chậm nói cũng chỉ có lần này thôi nếu không phải chuyện này của mộ cửu nên có kết quả lần này hắn cũng sẽ không theo nàng đi ngao nguyệt ấy nấy cúi đầu mũi nhìn chân chờ họ quay về ta sẽ nói chuyện với ngao khương chỉ là ta không nghĩ rằng nó lại nhanh như thế coi mộ cửu là tâm phúc nói tới đây nàng ta nhìn sâu vào mắt lục áp như thể không nói ra miệng nhưng lại mong hắn có thể rõ ràng lục áp không có chút trung động nào đáp a à cửu tâm địa thiện lượng nói năng hùng hổ nhưng tâm địa lại mềm yếu cô nương như vậy không có người tính phục mới là lạ ngao nguyệt nở một nụ cười xem ra nàng trong mắt ngươi có rất nhiều ưu điểm nói xong nàng lại thở dài, có điều, nhìn thấy hai người các ngươi như vậy thật là tốt. Nhiều khi ta suýt chút nữa liền cho rằng tất cả nam nhân đều có tâm địa giống phụ vương ta. Lục áp nhướng mày, không tỏ rõ ý kiến, ngao nguyệt nhìn bốn phía, hít sâu một hơi rồi lại cười nói, ta phụng mệnh phụ vương đến tưới nước cho tử mẫu đơn, mong ngươi dẫn đường. Kết. Giới ngoài cửa cung là do ngao xâm tự tay thiết lập, từ hắn ra, người có thể mở chỉ có thể là hộ tướng trực ban, ngao sâm không ở đây, theo lý thuyết thì lục áp không có quyền mở ra, thế nhưng hắn chỉnh lại trong giây lát, sau đó mỉm cười tiến lên mở cửa điện, mộ cửu ngồi cùng ngao khương gần nửa ngày, khi thấy khí sắc của hắn dần dần khôi phục liền đứng dậy bắt đầu đi loanh quanh, bên ngoài cửa điện có trọng binh canh gác, không ra được, nhưng trong điện cũng có vài thứ đáng xem, vân khiển tuy hạ, lệnh nhốt họ vào đây nhưng cũng không dám đãi ngộ sơ sẩy cột điện được chạm trổ chủ yếu bằng đá được điêu khắc thành hình các loại thần thú linh cầm giống y như thật màn tơ kinh doanh cao hai trượng mềm mại rủ xuống phía đông còn có phòng trà phòng ngủ và thư phòng nàng vào phòng trà pha một bình trà mang ra đặt lên bàn rồi nói uống đi ta kiểm tra rồi không có độc hơn nữa còn là ngọc phong từ núi côn lôn xem ra vân gia chưa dám thất lễ với nhi tử của ngụy cô gia ngươi ngao khương lại trừng mắt nhìn nàng ngụy cô gia cái ngươi đừng nói lung tung có được hay không Mộ Cửu nhún vai, đối với sự kháng nghị của hắn liền không có ý kiến, đó là sự thực, cũng không phải là nàng bịa đặt, nàng buông trà xuống, lại tiếp tục đi về phía tây tìm tòi nghiên cứu. Phía tây được ngăn cách thành nhiều ô nhỏ thông nhau, mỗi ô đều có một cửa sổ lớn, lẽ ra có thể nhìn thấy phong cảnh từ nhiều góc độ nhưng cửa sổ đều bị đóng, trên thực tế nàng chả thấy được cái gì cả, thế nhưng khi đến một ô, cửa sổ bởi bị một cành cây mắc vào mà lộ ra một khe hở nhỏ, Mộ Cửu suy nghĩ một chút, tinh tế lắng nghe động tĩnh bên ngoài, lấy tránh tiên thường mặt vào, nhẹ nhàng lẻn ra ngoài từ khe hở đó, phía sau điện đương nhiên cũng có trọng binh bảo vệ, nhưng còn chưa tới mức có thể. Nhìn ra chân thân mộ cửu, chỉ có điều phía sau cũng đều là cung điện, nối liền nhau, kéo dài không thấy điểm kết thúc. Mộ cửu đứng trên nóc nhà, đi xuống liền có thể thấy một hồ nước xanh trong vắt, bốn phía là rừng trúc khẽ lay động trong gió như những làn sóng, vài con tiên hạt bay ra, tình cờ trong đó còn có một con phượng hoàng ngũ sắc, quả nhiên tiên cảnh không phải là thứ nơi khác có thể so bằng, nhìn xung quanh vài lần, nàng liền chọn đi về phía đông, đông đường bên này là nơi ở của Vân Ly Thường, quanh chính điện là cung điện màu sắc rực rỡ, đông đảo bóng người, vân gia có lẽ đang mở tiệc chiêu đãi nhau sâm trong rừng ngô đồng lúc này đang có tiếng sáo trúc truyền đến mùi thức ăn thơm lừng điều này khiến nàng không khỏi đồng tình với nhau khương phụ thân hắn ăn uống no say cùng tiểu lão bà mà hắn lại bị tiểu cửu tử của phụ thân hắn đánh như chó mất chủ cũng hay lắm đông đường không có thứ gì đáng xem quá nhiều người nàng không thể đến gần bằng không rất dễ bại lộ nàng liền chuyển tới vùng cung điện phía tây càng đi về phía tây thì người cắt ít quả là thần kỳ ngoại trừ có thị vệ canh gác ở các trạm khác thì có rất ít cung nữ nhưng nói nơi này hoang vu thì không phải, bên trong cung điện có tổng cộng không quá năm tiểu viện, trong góc sân ngoài một gốc tử đằng ra thì không có một chút cành cây khô nào, trên hành lang có vài con tiên hạt màu lông trắng như tuyết đang ngủ gật, tất cả những điều này đều cho thấy rằng nơi này tuyệt đối không phải là không có ai quản lý, đã có người quản lý cẩn thận, tại sao lại ít người như thế, chương 166, người kỳ quái. Xin lỗi mọi người về sự chậm trễ vui vẻ từ giờ sẽ đều đặn mỗi hôm hai chương nhé. Mong được mọi người ủng hộ, nàng dần dần thâm nhập vào trong, cuối cùng tiến vào lòng núi sắc trời không sáng sủa như bên ngoài ven đường có mấy cây đèn sáng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng tim đập hành lang mơ hồ truyền đến tiếng nước rơi len ken hành lang này thật giống như một cái tay thăm dò lòng núi tiến thẳng đến nơi sâu hung hút bên trong mộ cửu nín thở ngưng thần đi vào qua một đoạn đường u ám trước mặt nàng ngày càng rộng rãi sáng sủa có một tòa tiểu lâu kim bích tinh xảo phong cách thanh lịch cổ điện hết sức tráng lệ hơn nữa xét về mặt điêu khắc cung điện này không được xây cùng thời với những cung điện khác đây là nơi ở của ai mộ cửu sinh lòng hiểu kỳ nhưng nàng không dám tới gần bình thường thì đa số những người ẩn cư đến đây đều không chọc nổi nàng bất quả là đến đây thử vận may mà thôi cũng không muốn tự nhiên gặp nguy hiểm hôm nay hắn thế nào rồi đang định quay về phật hương điện phía sau nàng chợt truyền đến âm thanh có chút quen tai nàng cả kinh bỗng dung quay đầu lại chỉ thấy vân tích sải bước đi vào trực tiếp đưa chấp sự quan vào bên trong hắn mộ cửu nhíu mày hắn này là ai Vân Tích đi nhanh như vậy hẳn là người hắn vô cùng thân thiết, lẽ nào nơi này là của một người cực kỳ quan trọng, nàng bỗng nhiên bỏ suy nghĩ rời đi, chọn đứng lại bên một cánh cửa cao ba trượng tương đối an toàn, lúc này, ánh đến trong phòng sáng lên, cửa sổ rộng mở lộ ra một thân hình, đó là Vân Tích, ánh mắt hắn chăm chú như thể đang ngưng thần nhìn người nào đó, điều này càng làm mộ cửu tò mò. Ấn tượng mà Vân Tích tạo ra cho nàng từ trước đến giờ đều là lười biến khinh khắp, nhưng thần thái của hắn trước mắt cũng chỉ có chăm chú, nàng nhìn trái phải, cắn răng, vận chân khí nhảy lên cao hơn, đứng ở vị trí cao, tầm mắt liền càng phong phú hơn, hóa ra cạnh cửa sổ có một chiếc giường nhỏ trên đó có một người đang nằm hắn đưa lưng về phía cửa sổ mặt hướng về vân tích trên người mặc một bộ áo bào trắng tóc dài buông xuống cả cánh tay và sau lưng thậm chí còn trải ra cả đệm từ thân thể hắn mà đoán hẳn đó là nam tử hơn nữa còn khá cao chỉ là hơi gầy người này là ai mộ cửu buồn bực cúi đầu lục lọi ký ức cũng không có ấn tượng gì nàng cực lực muốn nghe một chút xem họ nói gì đương nhiên không nghe được rõ chỉ mơ hồ nghe thấy nam tử áo trắng trầm thấp nói gì đó thỉnh thoảng còn kèm theo vài tiếng thở hỗn hỉnh hắn ngã bệnh ai ở bên ngoài đang suy nghĩ vân tích trong phòng lại đột nhiên nhíu mày quát lên ngay sau đó thì vệ xung quanh lập tức cầm kìm vọt ra mộ cửu giật nảy mình nhìn hai bên không có người mà vân tích lúc này cũng đã bay ra khỏi cung điện thật sự là phát hiện ra nàng nàng không kịp nghĩ nhiều vận chân khí nhảy một cái bay thẳng ra khỏi động vân tích nhìn thanh ảnh lóe lên một cái rồi biến mất trong mắt có thêm một tia suy tư một thanh âm nhẹ nhàng vang ra từ cửa sổ là ai không là ta nhìn nhầm vân tích đáp một câu quay lại vào phòng mộ cửu trở lại phật hương điện ngao khương chân như mọc cánh nhảy dựng lên ngươi vừa đi đâu vậy hả mộ cửu rót một chén trà uống cho thanh hồng rồi mới lên ta đi do thám nói xong nàng ngồi xuống hỏi ngươi có biết người vân gia nào sống trong tiểu lâu trong lòng núi không ngao khương sửng sốt trong lòng núi mộ cửu thở ra một hơi liền đem đầu đuôi câu chuyện kể cho hắn vân tích thân thiết với hắn như vậy người này hẳn phải là người vân gia vân tha ngao khương trầm mặt xuống nhà họ chỉ có một người bị bệnh nếu người này không phải là vân tha thì còn ai vào đây vân tha Mộ cửu suy nghĩ một chút, hình như đã nghe qua ở đâu rồi À, đúng rồi, phượng lão bản hôm đó đã đề cập tới A à. Nàng hình như có nói là lão nhị vân gia bị bệnh Hắn bị bệnh gì? Ta không rõ Ngao Khương nói, nhưng ta biết chuyện khác Ngàn năm nay, hắn chưa bao giờ rời khỏi ấm sắc thuốc Vân gia đại khái cũng biết được rằng hắn sống ngày nào được ngày đó Sống ngày nào được ngày đó mà còn xây cho hắn một cái tiểu lâu trong sơn động Mộ cửu cũng không quá tin tưởng, nàng không phải chưa từng nhìn tiểu lâu đó được xây dựng tinh xảo so với cung điện ở đông đường chỉ có thể xa hoa hơn nếu vân tha này không được họ coi trọng thì từ trên xuống dưới nhà họ vân có lý do gì mà hoảng hốt như thế ngao khương hình như cũng cảm thấy mâu thuẫn có thể là bởi hậu duệ của vân gia vốn ít vì thế đặc biệt được coi trọng mộ cửu không có ý kiến lời này của hắn cũng có lý thế nhưng nàng mơ hồ cảm thấy có thể còn hơn thế nếu chỉ vẻn vẹn như thế vân tích sao lại thân thiết với hắn đến vậy đương nhiên nếu nói đó là xuất phát từ tình nghĩa ruột thịt thì nàng cũng hết cách nói chung nàng chính là cảm thấy vân gia là lạ đúng rồi nghĩ tới đây nàng đột nhiên thẳng lưng ngươi nói họ không chịu trả băng pháp khóa có phải là để hộ linh cho vân tha ngao khương đang uống trà nghe thấy vậy liền nằm hấp trà nửa ngày mới nuốt xuống không thể nào không đáng a à. hắn buông chén trà xuống lại suy nghĩ vân tha nhiều lắm cũng chỉ là thể trạng yếu trần bình thì đã chết rồi có người nào làm mẹ mà nhi tử mình không lo lại đi lo cho một huynh đệ vốn gầy yếu Húng hồ băng pháp khóa này là bởi vân khiển nên mới bị đưa đến vân gia chính là muốn dùng tại sao lại không cho trần bình dùng dù hắn chết hay không chết, vật này không phải nên để hắn dùng trước, không phải sao? Cũng đúng. Nhưng nếu không phải vì vân tha, vân gia cắn chặt băng phách khóa không buông là vì sao? Mộ cửu suy nghĩ một chút, nói, ta còn cảm thấy vân tha có vấn đề. Vẻ mặt vừa rồi của vân tích quá đặc biệt, tuyệt không đơn giản chỉ là tình huynh đệ, mà giống như là sự tồn tại của vân tha đối với vân gia đặc biệt quan trọng. Vân tích. Ngao Khương nghe thấy cái tên này liền dừng một chút, người mới nói vân tích phát hiện ra ngươi. Đúng vậy mộ cửu gật đầu nghĩ lại cũng thấy hơi sợ không sai tu vi của hắn không bằng ngươi ngươi không phát hiện ra ta khi mặt tránh tiên thường làm sao hắn phát hiện được sắc mặt của nàng và ngao khương trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lục áp đang cùng ngao nguyệt tiến vào tây xương cung dọc theo hành lang đi vào vườn hoa tử mẫu đơn dọc đường đi ngao nguyệt chưa từng mở miệng mà chỉ đánh giá xung quanh lục áp chưa từng vào đây nhưng hắn chấp tay sau lưng đi bộ cực kỳ thông dong nhàn nhã đi qua hai tầng cửa điện hương hoa thấm người truyền đến trước mắt hắn là một vườn hoa tử mẫu đơn nở rộ đưa tới rất nhiều ông bướm mỗi cây tử mẫu đơn đều đã to bằng cái bác cao bằng người có thể thấy được trồng đã lâu ngao nguyệt dừng chân dưới tàn cây cười nói mấy cây tử mẫu đơn năm xưa được mang về từ núi côn lôn gieo trồng ở đây đã hơn một nghìn năm chương một trăm sáu mươi bảy sớm đã có quỷ nói xong nàng ta liền bấm chỉ hóa ra một cái muôi ngọc không lưng đến bên giếng lấy nước lục áp nhìn tất cả động tác của nàng ta không chút biến sắc mà nói hơn một nghìn năm vậy là không chệnh lệch lắm so với tuổi của trần bình chiếc muôi trong tay ngao nguyệt dừng lại một chút sau đó nàng ta nói ngươi và quách mộ cửu hình như rất quan tâm đến chuyện của trần bình đương nhiên Lục Áp không tránh né, dù sao nếu không phải vì hắn, chúng ta căn bản cũng sẽ không đến đây. Ngao Nguyệt sống mắt lưu chuyển, tiếp tục múc nước tưới hoa. Một lát sau, nàng ta đứng thẳng người lên, lấy một đóa hoa xuống, mỉm cười đi về phía Lục Áp, "Giúp ta cái lên đầu được không?" Lục Áp nhìn chằm chằm đóa hoa một chút, nhếch miệng cười nhẹ nhận lấy ngay khi hắn đưa tay nhận đóa hoa ngao nguyệt đột nhiên đưa tay tấn công hắn tay trái biến thành trảo sắc nhọn ý định muốn xuyên thủng ngực hắn tốc độ xuất thủ của nàng ta rất nhanh ngay cả hoa linh đang bay trên không trung cũng sợ ngay người mãi đến khi cương phong của nàng ta ập đến mới bắt đầu run rẩy nhưng nhanh hơn nàng ta chính là tay của lục áp móng vuốt của nàng ta còn chưa chạm được vào y phục của hắn đóa hoa mẫu đơn trong tay hắn đã hóa thành một luồng cường quang màu trắng tím đâm vào hai mắt của nàng ta ngay sau đó Tiếng thét thống khổ chói tai liền truyền tới, phản ứng của nàng ta cũng nhanh, cảm thấy Lục Áp có điểm không đúng liền lập tức lựa chọn thối lui, nhưng cổ tay bị Lục Áp kẹp chặt, hắn nhẹ nhàng xoay một cái, hất tung nàng ta xuống đất, Ngao Nguyệt liên tục lăn vài vòng, lăn được hai trượng liền lăn không nổi nữa, cũng không biết hắn đã nhanh tay thiết kết giới từ lúc nào. Lập tức khiến nàng ta không còn đường lui, nàng ta nằm dưới đất một lúc, sau đó phủi tay áo đứng lên, sự kinh ngạc trên khuôn mặt đã không còn, không nghĩ rằng ngươi chỉ là một tiểu tán tiên mà lại có công phu như thế. Quá khen. Lục Áp nhìn đóa hoa trên tay, khóe môi vẫn nhếch lên, thật giống như vừa kể xong một câu chuyện cười. Nhưng tại sao ngươi lại đoán được rằng ta sẽ ra tay? Trong thanh âm của Ngao Nguyệt vẫn nồng đậm ngạc nhiên và nghi ngờ. Có gì mà không đoán được? Lục Áp ném hoa xuống, nói, "Lẽ nào ngươi cho rằng, sợ dĩ ta theo ngươi vào đây là vì mị lực của ngươi lớn?" Vẻ mặt Ngao Nguyệt cứng đờ, chuyển xám, "Ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi sớm đã nghi ngờ ta?" Lúc này mới hỏi, đủ để chứng minh ngươi cũng không thông minh. Lục Áp cười thản nhiên, lần đầu tiên gặp khi ngươi đang sử dụng phép thuật bên ngoài cung ta liền nhìn ra trong cơ thể ngươi không phải là thủy linh căng ta còn nhớ ta có hỏi ngươi nhưng ngươi cũng không trực tiếp trả lời mà liền đổi chủ đề đi ngươi là long tộc làm sao có khả năng không phải thủy linh căng sắc mặt ngao nguyệt có chút khó coi vậy cũng không hẳn lẽ nào ngươi không cho rằng ta bái sư phụ khác từ nhỏ thay đổi linh căng nếu ngươi là nhân tộc thì cũng có thể nhưng mấu chốt là hậu duệ của long tộc lại không có quy củ này Lục Áp không cưỡng ép không bức bạch, ngữ khí và vẻ mặt từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi, huống hồ, ngươi cũng không phải thủy linh căn. Thủy linh căn chí ít cũng phải biết phương pháp ngự thủy, nhưng ngươi vừa rồi lại dùng mui mút nước, chẳng lẽ còn không khả nghi? Ngao Nguyệt có chút hung hăng, ngươi thật giống như biết được không ít. Lẽ nào chỉ vì như thế, ngươi liền đề phòng ta? Cũng không phải. Lục Áp trả lời, nếu sau đó ngươi không tìm đến ta, ta cũng không để ngươi vào mắt. Nhưng ngươi không chỉ đến tìm ta, hơn nữa còn cố ý tiếp cận ta ngươi nói xem, ngươi đường đường chính chính là công chủ Long tộc, sao có thể vô duyên vô cớ tiếp cận một tiểu tán tiên đã có thê tử như ta? Ngao Nguyệt nghe vậy liền cười rộ lên, lẽ nào không nghĩ rằng ta nhìn trúng ngươi? Nếu nói ngươi coi trọng ta, vậy không bằng nói ngươi coi trọng tòa Tây Sương cung này đi. Lục Áp ông tay nhìn bốn phía, nói, mỗi một bước mà ngươi đi đều hướng về cung điện này. Từ khi ngươi đang đi dạo xung quanh đây, đến khi có ý tiếp cận ta, lại nói, Ngao Sâm không căn bản không bảo ngươi đi tưới nước, mà ngươi dụ dỗ ta mang ngươi vào, tất cả đều chứng minh ngươi có mục đích. Ngao Nguyệt bỗng đổi sắc mặt, làm sao ngươi biết được là hắn giao cho ta? Lần đầu tiên ta muốn vào xem, vậy mà người còn chưa vào đã bị Ngao Sâm phát hiện. Điều này khiến ta suy đoán, trong cung này tất có thứ gì đó khiến hắn phải trực tiếp giám thị. Hắn coi trọng tay xương cung này như vậy, làm sao có khả năng tùy ý giao cho ngươi tưới nước, mà dù có thật sự giao, tại sao hắn không dạy ngươi cách vào cửa? Khuôn mặt đẹp đẽ của Ngao Nguyệt trở nên dữ tợn. Xem ra ta đã mắc bẫy ngươi. Lục áp nhún vai, không tỏ rõ ý kiến, ngươi không phải là Ngao Nguyệt thật, nói một chút xem, ngươi là ai? Ngao Nguyệt sầm mặt không trả lời, Lục Áp lại nói, ngươi cũng không phải Hỏa Phượng Hoàng, vậy rốt cục ngươi là gì? Ngao Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn trời, thân thể lung lay, đột nhiên ngã xuống đất, Mộ Cửu và Ngao Khương ngồi trong Phật Hương Điện trừng mắt nhìn nhau, mãi đến một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần. Tu vi của Vân Tích xác thực là không cao hơn ta, ta với hắn từng giao thủ, hắn thậm chí còn kém ta một hai phần, vừa rồi khi ngươi ra ngoài ta không phát hiện được, hắn làm sao có khả năng nhận ra ngươi? Hay là ngươi nhìn nhầm, lúc đó thật ra còn có người khác ở đó. Làm sao có thể nhìn nhầm? Mộ Cửu nhíu mày, ta vào đó khá lâu, không có người ẩn nấp xung quanh hơn nữa ánh mắt của ánh chính xác hướng về nơi ta ẩn thân đúng là đã phát hiện ra ta còn có ngươi ngươi đi đánh nhau với người khác biết rõ như thế mà đến thuốc trị thương cũng không mang có phải là đi để bị hắn đánh không nhưng hắn có làm gì được ta đâu ngao khương cũng cảm thấy nghĩ mãi không ra lần trước hắn rõ ràng là đã bị ta đã thương bằng không ngươi cho rằng ta bị thương thành như vậy chạy trốn khỏi tay hắn thế nào hắn cũng không chạy đến băng hồ cáo trạng mộ cửu cũng hết chỗ nói theo lý thuyết phân tích quả thực không cần phải che giấu gì cả nhưng có điểm nghi ngờ trước mặt như vậy, ai biết trong lòng hắn có ý đồ gì đây. Vân Tha được cả Vân gia cung phụng như lão tổ tông, Vân Khiển ngay cả nhi tử mình cũng không quan tâm, còn có Vân Tích từ đầu đến cuối chưa từng lộ ra vẻ bối rối, người nhà họ Vân này luôn có trên người một đống chuyện thần bí, ngươi có muốn đi thăm dò thân phận Vân Tha không? Nàng chọc chọc Ngao Khương. Thăm dò thế nào? Ngao Khương dù chưa nhấc tay khen nhưng trong mắt vẫn có chờ mong, đến sơn động đó. Đương nhiên không phải. Mộ Cửu đáp, nếu vân tích đã phát hiện ra ta thì đương nhiên sẽ phải tăng cường phòng bị chúng ta không thể quay lại đó thế nhưng chúng ta còn thế đi thăm dò vân khiển bà ta ngao khương bật dậy như bị kim châm ta buồn nôn nữ tử kia không đi vậy ta đi mộ cửu đứng lên nếu nàng không phát hiện ra những điểm dị thường này thì thôi đi nhưng trong lòng có nghi hoặc làm sao có thể không đi tìm đáp án vân tích không rõ nông sâu không thể trêu chọc vậy thì đi tìm vân khiển thôi Độ quái lạ của Vân Khiển so với Vân Tích chỉ có hơn chỉ không kém, nàng ta nên bị nhìn chằm chằm mới phải. Chương 168, gặp dịp thì chơi, khi Mộ Cửu bước tới cửa, cánh tay đang ôm ngực của Ngao Khương dần thả lỏng, hắn hé miệng nhìn nàng một chút, khẽ cắn răng, đuổi theo. Ta nhắc ngươi, đừng có gây phiền toái gì cho ta. Hắn vừa leo cửa sổ vừa cằm rằm, Mộ Cửu lườm hắn, thôi đi, sợ thì đừng theo ta, đừng để đến lúc đó ta phải thu thập hỗn loạn cho ngươi. Ngao Khương tức điên, nhưng không thể không vùi đầu đi theo Vân Khiển sống trong thu ngô cung tại Đông Đường. Ngao Khương khi nói chuyện với Ngao Sâm đã biết, mộ cửu vẫn mặc tránh tiên thường. Ngao Khương thì dùng ẩn thân chú, rất nhanh đi qua hành lang đến thu ngô cung. Lúc này tiệc đã tàn, Ngao Sâm cởi giày ngồi trên giường gấm, trong phong hương liễu bay bay. Vân Khiển đang ngồi pha trà cho Ngao Sâm, nhu tình trong mắt quả thực như có thể cách mười trường phun thẳng vào mặt người đối diện. Hai người tĩnh khí, chọn dừng lại dưới một cây cổ thụ cao. Mộ cửu vốn muốn bảo hắn đến gần hết chút nữa, nhưng khi quay đầu thấy bản mặt thối của hắn liền tự giác ngậm miệng. Chuyện như vậy không thể trách hắn dù là ai thì thấy phụ thân của mình tình trạng ý thiếp với nữ nhân khác cũng sẽ không thoải mái huống chi hắn còn bị đánh trong nhà nữ nhân này để tản mùi rượu cửa sổ được mở rộng ra vì thế rất tiện cho họ nhìn trộm ngao xăm uống trà vân khiển mang tới ánh mắt như có thể vắt ra nước cầm tay vân khiển đặt vào lòng sâu xa nói nàng thật nhẫn tâm nói không gặp ta liền không gặp có biết nửa năm nay ta trải qua thế nào không trần bình không còn lòng ta đau đớn nhưng nàng không gặp ta liền khiến tim ta đau hơn ba phần đại vương vân khiển thở dài cúi đầu nhìn xuống đất chàng cũng không phải không biết ta, làm sao có thể nhẫn tâm. Nhưng nói cũng vô ích thôi. Trong nhà có chuyện, lại thêm chuyện của Trần Bình, chàng nhìn ta xem, đã già hơn một chút rồi. Trong lòng ta, nàng vẫn là nàng. Không già đi chút nào. Ngao sâm gấp gáp lên tiếng, mộ cửu nổi cả da gà, nhìn Ngao Khương, tiểu tử này còn thảm hại hơn nàng, vốn là một tiểu công tử đẹp mã, nay đã nhìn thành một quả cà tím, nàng hắn giọng một cái, lại nhìn, hai người kia đang ôm nhau tâm sự, trên mặt vân khiển là vẻ quyến luyến không đành lòng thực ra mộ cửu đã hơi miễn dịch rồi nghĩ lại hai kẻ này ngay cả khi đứng trước mặt người ngoài còn hận không thể lập tức xé quần áo nhau ra lúc này không có người thật không biết họ sẽ làm ra được chuyện gì nàng là hoàng hoa khuê nữ nhìn một chút liền chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào nữ nhân này chính là hồ ly tinh giả mù sa mưa ngao khương phẫn nộ nói mộ cửu hiểu tâm tình của hắn đang muốn khuyên hắn hai câu vân khiển trong phòng sau khi nói mấy câu với nhau xăm liền từ từ đứng lên uyển chuyển ra khỏi cửa khi vân khiển dừng lại ở khúc quanh hành lang ánh đèn chiếu lên mặt nàng ta lúc sáng lúc tối nhưng dù ánh đèn lấp lóe cũng có thể khiến mộ cửu bắt được chuẩn xác nụ cười và sự quyến luyến của nàng ta biến mất mộ cửu yên lặng nàng nhìn nhầm rồi sao tại sao tiểu tam này lại lộ ra vẻ mặt yếu ớt như thế hơn nữa vừa rồi còn hết sức lấy lòng ngao sâm không chờ nàng có động tác liền có một cung nữ xuất hiện nói gì đó với vân khiển vẻ mặt nàng ta hơi tối vung tay tiếp tục đi về phía trước dáng đi đầy vẻ uể oải, bóng lưng gầy gò cũng lộ ra mấy phần cô đơn, không phải giả, tiểu tam này không phải lúc nào cũng liều lĩnh hung hăng, tim mộ cửu đã nhảy lên đến ít hầu, nàng chưa từng yêu, nhưng cũng không ngăn cản việc nàng nhận ra, vân khiển lúc này so với khi trước như hai người khác nhau, khi trước, nàng ta là một tiểu tâm hung hăng từ đầu đến cuối, mà hiện tại, nàng ta lại như một đại tiểu thư danh môn vọng tộc bình thường tiên giới thần tộc kim chi ngọc diệp cử chỉ đều có phong độ những cử chỉ ngã ngớn trước kia dường như không có chút tương quan nào với nàng ta chuyện này là sao mộ cửu buồn bực nàng ta hiển nhiên là đang có chuyện buồn phiền nhưng ngao sâm si mê nàng ta như vậy có gì vui buồn cứ nói với hắn còn không được sao tại sao phải miễn cưỡng vui cười trước mặt hắn lại lặng yên tự hao tổn tinh thần là ngao sâm không giúp được nàng thế lực long tộc vốn không nhỏ vân gia còn có thể có chuyện gì mà ngao gia cũng không xen vào được coi như ngao sâm không làm được lẽ nào đến ngao nghiễm cũng không được ngao sâm sẽ không đi cầu xin hắn sao coi như ngao nghiễm không hăng hái nhưng nếu đã có quan hệ với vân gia vậy không chỉ đơn giản là ngao sâm nuôi tiểu tâm bên ngoài như vậy để đảm bảo quan hệ hai nhà ngao nghiễm chắc sẽ cân nhắc hay khó khăn như vậy là bởi trần bình chết nếu là như thế thì càng không có lý do trần bình là nhi tử của cả hai người họ có lý do gì mà người làm mẹ thương tâm cho nhi tử đã chết nhưng lại miễn cưỡng giả bộ vui cười trước mặt phụ thân hắn đây vân gia nhất định là có bí mật nàng lúc này liền kết luận ngao khương hiển nhiên cũng nhìn thấy một màn này hắn trầm tư nói nếu là vậy vân gia xác thực là đã xảy ra chuyện gì đó không sai Mộ cửu gật đầu, vừa rồi ngươi không nghe Vân Khiển nói rằng trong nhà có chuyện sao Chuyện này phỏng chừng không nhỏ, cho nên nàng ta chẳng những không nói với phụ thân ngươi Mà đến cái chết của Trần Bình cũng không để ý tới Thế nhưng ta không nghĩ rằng sẽ có chuyện cần nàng ta gánh Coi như là vạn bất đắc dĩ thì cũng không có lý do gì để nàng giả vờ vui vẻ Ông nhu trước mặt phụ thân ngươi cả Nàng ta tiếp cận phụ vương ta hẳn là do có mục đích Ngao Khương nhíu mày, tuy mộ cửu cũng nghĩ như vậy, nhưng nàng lại nói, nhưng nàng ta và phụ thân ngươi như vậy cũng không phải mới ngày một ngày hai, mà là đã cả ngàn năm, nàng ta cũng không thể có âm mưu gì từ ngàn năm trước chứ. Như thế sẽ có nhiều chuyện thế nào a? À? Hơn nữa còn vì thế mà sinh Trần Bình, Ngao Khương hừ một tiếng, quay người bay khỏi cung, mộ cửu liếc mắt nhìn Ngao Sâm trong phong, cũng lùi ra, quay lại Phật Hương Điện, quán khí của Ngao Khương còn chưa tiêu, đứng bên bàn trà tức giận nhảy như con cóc, mộ cửu hỏi, ngươi theo dõi vân gia nhiều năm như vậy, thật sự không nhìn ra đầu mối gì sao? ngao khương trừng nàng hầm hừ ngồi xuống mộ cửu nói tiếp ta cho rằng máu chốt đang nằm trên người vân tha nói xong lại hỏi vân tha bị bệnh bao lâu rồi toàn bộ sự việc nhìn qua thì hợp lý nhưng lại đều vào thời điểm không đúng mà xuất hiện điểm kỳ lạ từ việc vân tích thân thiết với vân tha sầu lo trên mặt vân khiển đến việc vân gia không chịu buông bỏ băng phách khóa nếu thèn chốt không nằm trên người vân tha thì còn có thể có khả năng nào khác đây mà nếu thời gian sinh bệnh của vân tha ít nhất cũng đã ngàn năm rồi ngao khương nghĩ một chút sau đó mở miệng Ta nhớ là, khi chuyện giữa phụ thân ta và tiện nhân họ vân đó bị phát hiện, họ đã như vậy được 200 năm. Khi đó Trần Bình đã được sinh ra rồi, cũng bởi vì hắn được sinh ra nên sự tình mới bại lộ. Khi gia gia ta mang người đến Ngọc Linh Sơn vấn tội, người đứng ra nói chuyện là Vân Tha, lúc đó còn đang được người khác dìu đến, chương 169, tầm tư rắn rết. Còn có thể đứng ra tiếp khách. Mộ cửu ngạc nhiên. Làm sao vậy? Ngao Khương hỏi, mộ cửu đứng lên, thông thả đi tới đi lui vài bước, lại trầm ngâm trong chốc lát mới lên tiếng còn có thể đứng ra tiếp khách liền chứng tỏ rằng thân thể hắn không quá yếu nhưng hôm nay khi ta nhìn thấy hắn đã vô cùng yếu ớt nói cách khác trong ngàn năm nay thân thể hắn đang ngày càng yếu đi nếu đã như vậy có khả năng trong tương lai bệnh tình của hắn sẽ tiếp tục có chuyển biến xấu một trần bình huyết thống không thuần và một vân tha huyết thống thuần đương nhiên vân tha vẫn quan trọng hơn trần bình dù sao cũng đã chết rồi nhưng sinh mệnh của vân tha vẫn còn có thể kéo dài còn có thể tạo ra sinh mệnh mới đối với hỏa phượng tộc có không nhiều hậu duệ mà nói chẳng lẽ chuyện này không quan trọng Ngao Khương sửng sốt, mộ cửu lại nói tiếp, như vậy, vân gia giữ băng phách khóa cũng là có lý do. Vân gia cần băng phách khóa để thủ hộ nguyên thần của vân tha, họ đương nhiên sẽ không trả lại, lại nói, trước khi vân khiển mang theo Trần Bình trở lại Long Cung Tám, chinh phần là vì điều này, vân gia biết, đứng lên lập trường của mẫu thân ngươi tuyệt sẽ không cho phép Ngao Sam mang theo một nữ tử về, vì thế họ lùi một bước tiến hai bước, cố ý để vân khiển lui về sau, đổi lấy băng phách khóa. Phụ thân ngươi mê muội, có ý định nên vợ nên chồng với Vân Khiển, e rằng đến mạng cũng đồng ý mất, làm sao có thể để ý đến một vật ngoại thân. Ngao Khương nghe vậy, tay nắm chặt thành nắm đấm, nàng không cần nói hắn cùng nhìn thấy từng việc từng việc một hiện ra trước mắt, không phải sự thực thì là gì, Trần Bình bất quá chỉ là một tứ trảo giao long thủy hỏa song linh căn, thủy và hỏa vốn xung đột lẫn nhau, cho dù bất tử thì sớm muộn cũng sẽ bởi trong cơ thể có chưa hai linh căn mà chịu đủ giằng vặt. Như vậy, hắn và Vân Tha có mấy vạn năm tu vi, đồng thời còn gánh vác trọng trách khai chi tán dịp của Hỏa Phượng tộc, so ra bên nào nặng bên nào nhẹ, huống hồ Trần Bình đã chết rồi, Vân gia đương nhiên không thể bởi muốn bảo vệ kiếp luân hồi sau của hắn và để Vân Tha đi chết, nói như vậy trần bình sinh ra hay chết đi cũng đều là một âm mưu họng hắn khô khốc hắn không nghĩ tới trần bình bị chính hắn hủy hoại lại là một người như vậy nếu quả thật ngay từ đầu vân khiển tiếp cận ngao sâm là một âm mưu vậy trần bình mười phần là một vật hy sinh mà hắn lại chính là ác độc với một vật hy sinh mộ cửu không mở miệng là một hung thủ ghế trần bình nàng hiển nhiên không có gì để nói trước kia nàng bất quá chỉ cảm thấy là mình đã ghế một ác long hiện tại xem ra đó chỉ là một đứa trẻ vô tội nàng quay người ngắm điêu khắc trên thềm đá thế nhưng không đến chốc lát nàng lại chuyển thân hai mắt sáng rực nhìn ngao khương không đúng nếu nói vân khiển tiếp cận phụ thân ngươi vì băng phách khóa tại sao sau khi nàng ta lấy được băng phách khóa rồi lại muốn tiếp tục diễn trò trước mặt hắn ngao khương cũng bị lời nói của nàng làm cho dao động theo lý thuyết thì đúng là như vậy nếu nói nàng ta là do quan tâm đến trần bình vậy hiện tại trần bình chết rồi chẳng lẽ không thể nhân cơ hội đoạt tuyệt quan hệ với hắn làm gì tiểu thư của hỏa phượng tộc nàng ta không có lý do gì để nghiện làm tiểu tam a ta nghĩ vân khiển có lẽ cũng có ý rời đi trước khi phụ thân ngươi bắt được ta nàng ta không phải đã nửa năm không gặp hắn sao mộ cửu nói hoặc là khi đó nàng ta có ý đồ gì chỉ là sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì khiến nàng ta hồi tâm chuyển ý tìm tới phụ thân ngươi Ngao Khương đã hoàn toàn tiếp nhận suy đoán của nàng, vậy có phải là do bệnh tình Vân Tha đột nhiên chuyển biến xấu không? Bệnh tình của Vân Tha xấu đi, chuyển thành ác tính, phụ thân ngươi đã đem băng phách khóa cho Vân gia, còn có thể giúp được gì? Mộ Cửu ông tay trầm ngâm, huống hồ, nếu Vân Tha không đột nhiên bị trọng thương, làm sao có khả năng trong mấy tháng bệnh tình đã xấu đi, chuyển thành ác tính, ngao khương lắc đầu một cái lông mày nhíu đến phát khổ nếu không phải nàng nghi ngờ hắn đến nay cũng không thể nghĩ được đến mức độ đó hắn chán ghét vân khiển cho tới tất cả thành viên vân gia cũng bắt đầu chán ghét ngao sâm không để ý vợ cả cố ý ở cùng tiểu tam lại khiến hắn thất vọng hiện tại suy đoán của mộ cửu đều có chứng cứ cứ như vậy ngao sâm rõ ràng là một đại oan đầu nhưng mặc dù thế hắn cũng không lập tức chạy đến bảo phụ thân mình rời xa vân khiển xin hỏi lúc này truyền đến tiếng gõ cửa hắn và mộ cửu nhìn nhau lên tiếng ai bẩm tam điện hạ tiểu nhân tới đưa cơm ngao khương không lên tiếng sau đó cửa điện liền bị đẩy ra mấy thị vệ hạt cầm hộp nối đuôi nhau tiến vào rất nhanh đồ ăn liền được xếp đầy bàn món ăn so với vân gia chiêu đãi ngao xăm vừa rồi cũng không thua kém đây là công chúa điện hạ của chúng ta tự mình chuẩn bị mời điện hạ từ từ dùng trong hỏa phượng tộc vẫn có phân chia đẳng cấp nghiêm minh chỉ có điều vì ít người nên không dễ thấy trong thần tộc mà thôi đẳng nhân toàn bộ lui ra hạt thị vệ một lần nữa đóng cửa mộ cửu quét qua mặt bàn liền nói với ngao khương xem ra vừa nãy nàng ta chính là vội vàng đi chiêu đãi tam điện hạ ngươi sắc mặt nhau khương không dễ nhìn cho lắm mộ cửu cầm đuổi lên chuẩn bị ăn cơm nhìn thấy đĩa trứng cá muối trước mặt liền dừng lại lục áp thích nhất là ăn cá nhưng nàng cũng không nhớ được rằng đã bao lâu không làm cá cho hắn ăn rồi lục áp nhìn nhau nguyệt ngã xuống đất qua trọn một phút mới nâng đầu nàng ta lên u ám quan sát một chốc hắn mới ngồi sổng xuống đưa tay thăm dò hơi thở của nàng ta hơi thở rất yếu trạng thái giống hệt như ngất lại bắt mạch của nàng ta mạch đập vô cùng yếu ớt nhưng vừa rồi hắn không làm gì nàng ta cả hắn nhíu mày đưa tay lên cổ nàng ta truyền một đạo chân khí rất nhanh mí mắt nàng ta giật giật từ từ tỉnh lại khi nàng ta nhìn thấy lục áp nước mắt nhất thời chảy ra dáng vẻ nhu nhược không có chỗ nương tựa dường như khiến bồ tát cũng phải cảm động lục áp không hề bị lay động cứ như vậy mà nhìn nàng ta ta trời sinh không nhanh nhẹn ngươi hãy mang ta rời khỏi đây nàng ta chống tay ngồi dậy khẽ thở mang ta ra khỏi long cung ta sẽ nói tất cả cho ngươi biết cây tử mẫu đơn bên cạnh đang rung động là do chân khí của nàng ta thoát ra lục áp dừng nửa khắc ném cho nàng ta một viên cố nguyên đan để ngươi ra ngoài cũng được nhưng ngươi tự đi đi nói rồi hắn đứng lên quay người bước ra khỏi cửa ngao nguyệt nhìn theo bóng lưng hắn ăn đang dược vào sau đó cũng đi theo nhưng đột nhiên lại giơ tay đánh một chưởng về phía hắn lục áp dường như hoàn toàn không có phòng bị thật sự đã nghĩ nàng ta vẫn đang nằm trên mặt đất ngao nguyệt nhìn bóng dáng thẳng tắp của hắn dưới hành lang mà cười lạnh lập tức quay ngược lại đi vào trong cung coi như tâm tư hắn kín đáo thì sao nhìn thấu trắp tâm của nàng ta thì thế nào hắn bất quá chỉ là một tiểu tán tiên trẻ măng đạo hành so với nàng ta còn kém xa chúng ly hồn chưởng không đến 80, 100 năm thì hắn đừng hồng sống sót quay về, chương 170, đánh về nguyên hình. Ngao Nguyệt bỏ hắn lại, trực tiếp vòng qua vườn tử mẫu đơn, đến một góc cung, đem toàn bộ chân khí trên người tập trung vào ngón trỏ, tìm được một cái vòng nhỏ dưới một góc mẫu đơn liền đánh xuống, chỉ thấy góc mẫu đơn chậm rãi đằng không, rễ của nó dài chừng ba thước, phía dưới có một hố sâu xây bằng ngọc thạch dưới gốc mẫu đơn lại có một cái hố ngao nguyệt tuy đang mất sức nhưng trên mặt tràn đầy kinh hỉ ném cây mẫu đơn sang một bên ngồi xuống quan sát bên trong hố ánh sáng hơi tối nhưng vẫn không khó nhận ra bên trong hố có một chiếc hộp nhỏ nàng ta hưng phất vương tay xuống lấy chạm vào chiếc hộp nhưng chưa kịp cầm lên dưới đáy hộp liền có một cổ lực hút cực lớn khiến nàng ta không thể không phân ra một phần chân khí để khiêu động nó ngoài cung yên lặng như tờ sự yên lặng này càng khiến người ta căng thẳng nàng ta khẽ cắn răng đem chút chân khí cuối cùng còn dư lại tụ đến đầu ngón tay kéo nó lên chiếc hộp không biết đã được trong bao nhiêu năm tuy tiền chạm một cái liền có quan ảnh và tiếng linh khí di động truyền đến nhìn chữ viết trên hộp nàng ta bình tâm một lúc mới mở hộp ra chiếc hộp không được chế bằng hoàng kim tầm thường mà được chế bằng huyền kim thượng cổ vô cùng quý giá trong hộp có sao lại thế nàng ta lập tức sợ ngay người hóa ra trong tay xương cung đúng là có dấu thứ gì đó khi nàng ta đang ngạc nhiên phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nói thanh âm này lạnh thấu xương như nước lâu năm trong hồ băng tuyết ngao nguyệt hai mắt bỗng trận to thân hình xoay chuyển đột nhiên thấy bản thân đang đứng trước mặt lục áp gương mặt trong nháy mắt xám như trò tàn ngươi không trúng trưởng của ta hiển nhiên là không lục áp đầu tiên là cầm lấy chiếc hộp trong tay nàng ta sau đó nhìn qua một chút rồi nói còn giả bộ cái gì nữa ngao nguyệt sững người đột nhiên thu hồi chân khí bấm một cái quyết muốn chính xác lùi về phía sau để rời đi lục áp mới đưa tay đã xách cổ nàng ta lại một con cổ điêu chỉ mấy vạn năm tu vi cũng muốn đào tẩu từ tay ta có phải là quá coi trọng mình rồi không nói sau hắn hướng về phía đầu nàng ta điểm một cái công chúa long tộc xinh đẹp bức người lập tức biến thành một con đầu nhọn đuôi nhọn độc giác dị thú cổ điêu hoảng sợ nhìn hắn nghe răng định cắn vào cổ tay hắn thượng cổ hung thú chính là thượng cổ hung thú cho dù dưới tình huống như vậy cũng không chịu lùi bước chiêu thức ác liệt không mang theo nửa điểm chần chừ nhưng lại không có tâm tư dở trò đánh lén hắn lục áp lại không cho nó bất kỳ cơ hội nào thực hiện bàn tay đặt trên đầu nó bỗng nhiên buông ra như chớp bắt lấy cổ nó cổ điêu cố gắng giãy giụa đột nhiên phun ra một búng máu dưới chưởng phong cùng cùng không ngừng của lục áp nhanh chóng thu nhỏ lại thành cỡ một ngón tay cuối cùng bị lục áp nhất đuôi cua cua giữa không trung sau đó ném vào một bình hồ lô nhỏ bằng ngốc mộ cửu và ngao khương ăn cơm xong liền không có việc gì để làm nữa khi hạt thì vệ đi vào thu dọn bát đuổi liền thuận tiện mang mộ cửu ra ngoài đến một cung điện bên ngoài phật hương điện mới dừng lại không biết đây là ý tứ của vân gia hay của ngao sâm dù sao thì ngao khương cũng không bị giam nữa đêm đó không có sóng gió gì tuy mộ cửu còn muốn ra ngoài tiếp tục thăm dò nhưng lại sợ gặp trở ngại bởi vậy liền đàng hoàng nghỉ ngơi sáng hôm sau nàng đến phật hương điện tìm ngao khương nhân gia hắn lại bị ngao sâm mang đến trước mặt vân ly thường nhận lỗi liền không nhìn được mà đứng dưới hành lang chảy một giọt nước mắt chua xót thay cho hắn có phụ thân như vậy nếu là nàng thì đã không chịu được mà đi tự tử rồi đầu thai rồi nàng quay về phòng đợi được chừng nửa canh giờ ngao sâm liền sai người đến truyền lời bảo nàng ra ngoài để bắt đầu khởi hành về băng hồ nhưng không hề bắt nàng đi xin lỗi gì đó điều này làm nàng vô cùng bất ngờ xem dáng vẻ khi đó của vân khiển nàng ta căn bản không có ý định buông tha a à. có điều bất kể nói thế nào không gọi nàng đến thì đương nhiên nàng cũng không đâm đầu vào đi đến đại điện quả nhiên vương liễn của ngao sâm đã chuẩn bị xong vân ly thường và vân khiển đứng trên thềm ngọc đưa tiếng mộ cửu cường điệu quan sát vân khiển chỉ thấy khuôn mặt của nàng ta đầy gió xuân người uể oải và u buồn hôm qua dường như là người khác nữ nhân này giấu cũng thật là kỹ mộ cửu không biến sắc lui về đứng trong đám người nửa đường ngoài ý muốn đụng phải một ánh mắt Vân Tích đứng sau Vân Ly thường chính xác là đang nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy y hệt như khi nàng bắt gặp hắn trong lòng núi hôm qua, gần đây nàng thật giống như đặc biệt được quan tâm, nàng giật nhẹ môi đáp lại, liền ông cánh tay nhìn về nơi khác, Ngao Sâm lên xe, Mộ Cửu và Ngao Khương liền theo sau, đường trở về so với khi đến so với khi trước nhanh hơn, có lẽ là vì khi tới nàng vẫn chưa biết gì về Vân gia cả. Trên đường Ngao Khương cũng không nhắc đến chuyện hắn phải đi bồi tội, Mộ Cửu cũng không. Nói gì với hắn, nàng hơi nhớ lục áp, không biết một ngày một đêm này hắn trải qua thế nào không lâu sau liền về đến Long Cung, Ngao Sâm về Ngọc Lan Điện của hắn, mà Ngao Khương lại đi cùng nàng, đến khi đến Đại Môn liền dừng bước, chuyện của Vân Tha, ta đi hỏi thăm một chút. Nói xong liền chạy về phía hậu cung của Vương Hậu, mộ cửu dừng một chút, sau đó đi đến Tây Sương Cung, nào biết nàng mới đi được nửa đường, phía Ngọc Lan Điện lại đột nhiên truyền đến tiếng gào thét dữ dội, mặc dù không nghe rõ là gào cái gì, nhưng thanh âm này chính là của Ngao Sâm không thể nghi ngờ, chưa kịp để nàng có nhiều phản ứng, giữa không trung liền xuất hiện một đạo long ảnh màu vàng, mang theo tiếng gần dữ đội như tia chớp lướt về phía tây đường, trên đường đi còn mang theo phong vũ như bão lốc lập tức cây đổ ngói tung các binh sĩ trên đường cũng phải dồn dập tránh né Tây xương cung ở phía tây đường trong đầu mộ cửu xẹt qua một ý niệm lập tức chạy theo ngoài tây xương cung vài cái cây bị lật đổ một loạt binh sĩ núp ngoài môn hạ nhìn vào bên trong không biết có nên vào hay không mà bên trong cung truyền tới sự tức giận uy thế còn mạnh hơn cả bản thân nàng ngao sâm đứng dưới cổng vầm nhìn vào bên trong mà run rẩy hai tay nắm chặt và bả vai căng cứng đã đủ để biểu đạt sự tức giận lục áp đang đứng phía sau hắn tuy không nói gì trên mặt cũng không có chút rung động nào nhưng sự bình tĩnh như vậy lại tạo nên sóng nằm không bình thường đây là chuyện gì vậy nàng vội vã và chạy vào kéo tay áo hắn lần này gặp mặt không kịp trêu chọc cũng không kịp hàng huyên lục áp nhìn nàng rồi mở miệng như đang đáp lời của nàng mà cũng như đang kể rõ với ngao xăm một con cổ điêu giả mạo đại công chúa thừa dịp long vương không ở đây liền đào một cốc tử mẫu đơn lên ý đồ muốn lấy trọng đồ vật bị trong bên dưới không may bị ta phát hiện cổ điêu chống trả không được đã bị ta bắt lại nhưng ta đã tìm khắp trong ngoài long cung mà vẫn không thấy tung tích của ngao nguyệt thật